Xin chào tất cả mọi người. Như mọi người cũng biết thì hiện nay nhu cầu nâng cao an toàn bằng việc sử dụng camera an ninh đang ngày càng trở nên phổ biến hơn, chính nhờ sự tiện dụng của các loại camera giám sát này mang lại cho chúng ta. Ngày hôm nay, KB Vision sẽ giới thiệu đến mọi người một siêu phẩm camera model KXC2006CBNW. Đây là camera Speedum IP 2 megapixel, được tích hợp nhiều tính năng thông minh. Camera KXC2006CBNW sử dụng cảm biến Sony StarVis, độ phân giải 2 megapixel, ống kính 4mm, khẩu độ 1.6 cho hình ảnh rõ ràng và sắc nét. Đặc biệt hỗ trợ công nghệ Starlight giúp là thu lại hình ảnh có màu trong điều kiện ánh sáng yếu. Camera có góc nhìn 87 độ, góc nhìn rộng, có khả năng quay quét ngang từ 0 đến 355 độ, dọc từ -15 đến 90 độ. Camera hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh H265+, giúp tiết kiệm tối đa băng thông, tiết kiệm dung lượng và thời gian lưu trữ lâu hơn. Ngoài ra, KXC2006CBNW còn hỗ trợ đèn hồng ngoại với tầm xa lên đến 30m. Nếu bạn lo sợ vì môi trường lắp đặt khó đi dây mạng hoặc sợ không đảm bảo được tính thẩm mỹ thì cũng không sao, vì camera KXC2006CBNW ngoài việc hỗ trợ cổng len để kết nối thì camera còn hỗ trợ kết nối bằng Wi-Fi với 2 anten, giúp bắt sóng tốt hơn, rất dễ dàng và tiện lợi mà còn đảm bảo được tính thẩm mỹ. Về các tính năng thì khi nhắc đến KXC2006CBNW thì không thể không nhắc đến công nghệ thông minh AI có trên camera. Với công nghệ hàng rào ảo và khu vực cấm kết hợp với AI sẽ phân biệt được người và xe xâm nhập vào khu vực thiết lập sẵn. Tính năng SMD phát hiện chuyển động thông minh, camera có thể phân biệt được chuyển động của người và xe, bỏ qua các chuyển động khác của môi trường. Điều này giúp hạn chế được các báo động giả gây phiền toái. Khi phát hiện người và phương tiện xâm nhập vào khu vực thiết lập bảo vệ thì ngay lập tức đèn và còi trên camera sẽ được kích hoạt để răn đe đối tượng và giúp cho bạn biết được rằng có người đang cố tình xâm nhập trái phép vào nhà của bạn. Về phần âm thanh báo động, chúng ta có thể tùy chọn tải lên những cái loại âm thanh khác nhau như là tiếng chó sủa, tiếng chào mừng, tiếng nhắc nhở hoặc là cảnh báo chẳng hạn. Như vậy, bạn còn có thể tự thiết lập lời nhắc nhở hoặc cảnh báo. Lấy ví dụ, chúng ta sẽ vẽ một đường line kèm với lời nhắc nhở đeo khẩu trang và khử khuẩn. Xin vui lòng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và rửa tay. Xin vui lòng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và rửa tay. Camera KXC2006CBNW hỗ trợ đàm thoại 2 chiều. Bạn có thể đàm thoại 2 chiều cùng với người thân, gia đình một cách rất là dễ dàng hoặc đưa ra lời cảnh báo ngay tại thời điểm phát hiện đối tượng xâm nhập. Vì camera tích hợp sẵn cả mic và loa mà bạn không cần trang bị thêm bất kỳ thiết bị rời nào khác. Camera KXC2006CBNW còn hỗ trợ thẻ nhớ microSD tối đa 256GB, được tích hợp chuẩn chống bụi nước IP66, phù hợp cho việc lắp đặt ngoài trời. Trên đây là giới thiệu về camera Speedum IP 2 megapixel KXC2006CBNW với nhiều tính năng thông minh mà giá thành lại rất hợp lý, phù hợp với rất nhiều nhu cầu khác nhau. Để được giải đáp thêm về sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0932 685 999 để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.